Rồi, Đức Ca chơi đèn led xin chào các bạn. Hôm nay Đức Ca xin review cho anh em một số mẫu đồ chơi xe AB 2017 lên tại Đức Ca. Đèn led Audi trước sau các bạn. Phần đằng trước chủ xe làm đèn led mắt cú. Lên hai tay nắm đèn led tay phanh RCB các bạn nhé. Cho xe AB. Phương ơi, đã đấy mở hộ anh cái ấy lên cái em. Ồ, đây anh mở hộ em đèn đi để. Đây là phần mắt cú các bạn nhé. Lên hai bi cầu led loại 1 và đèn Audi xin nhan nền xanh lá kết hợp hai bóng overlock tích hợp đà mi xin nhan luôn bạn ạ. Đức Ca xin nhắc lại cho anh em là bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 bên Đức Ca làm led Audi kiểu mới các bạn nhé, không làm kiểu cũ ngày trước. Đó. Ưu điểm của nó là đèn led Audi sáng đều hơn, sáng mạnh hơn các bạn. Và làm đèn led Audi tại Đức Ca không để bị hở sáng các bạn nhé. Khi lên đèn led Audi xin nhan mà bị hở sáng nhìn rất xấu và rất thô các bạn. Đó, nhìn quá đẹp luôn các bạn. Đèn xanh lá kết hợp hai bóng overlock đỏ xanh dương tích hợp đèn mi xi nhan, hai tay nắm đèn led tích hợp luôn bạn, tích hợp xi nhan luôn. Đây mình xi nhan cho anh em xem nó. Anh em có mở đèn đèn mi lên hay không mở thì là mình vẫn xi nhan bình thường các bạn nhé. Rồi tiến hành tắt xi nhan đây thì đó. Tiếp theo là phần đèn học. Đó. Rồi anh ra bóp phanh cho em cả. Đó. Khi bóp phanh thì đèn chớp sáng luôn mà. Để cảnh báo cho người đi sau khi mình phanh gấp. Giúp đi xe an toàn hơn. Rồi ok. 89B17367. Đức Ca xin chào các bạn.